đã quay trở lại chương trình của Playstation thì quý hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chương mục game device console tập 6 ngày hôm nay. Thì mình là Maru và người đang quay mình đó là Ensda. Hello. Ok. Thì rất nhiều anh em sẽ đặt ra một cái câu hỏi là tại sao lại có 4 cái tay cầm trên này và tại sao có 4 cái thẻ nhớ trên này. Có thể anh em cũng biết cái thứ quần què đó, cái thẻ nhớ là cái gì, nhưng mà tóm lại là mình cũng nói luôn đó là 4 thẻ nhớ, 4 tay cầm. Và có những cái loại mà anh em sẽ biết đó, ví dụ như PlayStation 2, và có những loại anh em chưa biết như là của Nintendo 64 và của Dreamcast. Mình sẽ giải thích ở trong cái video lần này, và mình cũng sẽ làm hôm nay là mình có một cái video gọi là sự so sánh giữa các tay cầm qua các thời kỳ. Ở đây mình có thể luôn từ năm 96 đến năm 2000, 96 và 2000. Ok, được, ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Trước hết là về cái phần tay cầm thì tôi sẽ giới thiệu đầu tiên đó là tay cầm DualShock 4. Tay cầm này thì phải nói là khá là phổ biến ở những cái nước gọi là những nước Âu Mỹ và Nhật Bản. Thời đó thì họ rất là thích chơi DualShock 4. Không phải là vì cái máy này nó chỉ chạy băng, không phải đâu nha. Mà anh em nhất anh em nào mà fan PlayStation dẹp mẹ ý tưởng mà bảo PlayStation là best thì ok. Thời xưa Nintendo này là best, ok, is best, best, ok, rất là best luôn. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là cái tay cầm phải khá xịn. Thời điểm đấy mình không biết được là họ nghĩ như nào, họ nghĩ ra được một cái tay cầm chứ mình nói thẳng chứ nó giống chim mờ vậy. Chim mờ đúng, nó làm mình liên tưởng đến Mario, Hero Mario đấy, kiểu Mario đấy. Với thứ hai là cái nút bấm của họ ấy, cái nó còn dị hơn cả con PlayStation là nhiều. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất mình sẽ nói luôn đó là nó có 4 phím C. Bình thường thì các phím chức năng mà để tương tác ấy thì thường nó sẽ kiểu A, B, X, Y giống như con Dreamcast này, A, B, X, Y, nhưng mà đây là có A, B và C. C là bị phân ra thành 4 phím: C trên, C dưới, C phải, C trái. Xong rồi đúng, nó phím tương tác chức năng chính. Nếu biết phải ấn phím C là để truyền dài. Đấy là khi việc chơi, khi việc chơi này là tóm lại là cứ tốt nhất bấm cả 4 phím C. Ok, đến thứ hai đó là phím A và phím B. Phím A và phím B là một trong những phím tương tác và nó là cực kỳ tốt cho các loại mọi loại game, kể cả game gì phím A và B. Nhiều anh em cứ bảo ấy, bảo ôi giời ơi, A B có cái gì đâu, PlayStation của tao đầy. Thế tôi hỏi thật anh em nhá, thế A B của PlayStation nó là cái gì? Đấy, không trả lời đúng không? Thực ra A, B, PlayStation nó là phím tam giác và vuông. Ok, dành cho những anh em nào mà gọi là fan PlayStation, mình không có muốn đả kích đó fan của ai đâu. Mình chỉ muốn nói là nó cái gì nó có cái một thời một cái giá của nó, và nó có cái sự đổi những thời nó. Thế anh em nhiều lúc thì kiểu anh em cũng không biết đến những dòng máy này, anh em cứ chê, nhưng thực sự thì ở trên thế giới và những cái giới collector game thì họ rất ấn tượng những cái dòng máy đó, hơn cả PlayStation nữa. Ok, nên là mình không muốn đánh giá hay đi sâu vào cái gì đó, nó mang chất là chia sẻ quá hay là nó mang chất là kết quả. Ok, về phần cấu tạo của cái tay cầm này thì nó có đến 15 phím chức năng, bao gồm 4 phím C này, 2 phím AB này, phím Start. Phím Start thì chắc anh em cũng biết rồi, đó là những cái phím mà để start game. Tiếp theo là cái cần analog stick. Anh em để ý nhé, cần analog stick này rất khác so với các cần analog stick của PlayStation cũng như của Dreamcast nhé. Đó là cái cần analog stick của nó có theo nó cái hình dạng giống như kiểu nó giống như một hình khối, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cạnh. Nó giống như một hình bát giác 8 cạnh. Đấy, di chuyển theo 8 hướng. Tiếp theo là cái D-pad. D-pad ở đây thì được thiết kế rất là hay. Đấy, có thể đi giống nó cũng khá là giống với dòng PlayStation, nhưng mà nó cũng khá là nhiều, nó cũng khá giống với cái tay tiền nhiệm của nó, nhưng mà chỉ hơi khác là so với trong cái phiên bản Nintendo 64 đợt này thì cái phím D-pad này nó đã bị nhỏ đi, cho nên cái tiết diện bấm đôi khi cũng không được thoải mái cho lắm. Mặc dù cái mình rất thích cái bấm kiểu D-pad như này, khá là vượt. Tiếp theo là phím L và phím R. Phím L và phím R là hai phím cực kỳ quan trọng trong những cái tựa game ví dụ như là Mario Kart, hay là những cái tựa game nó mang tính chất chiến thuật, ví dụ như confirm luôn anh em, nếu không tin anh em cứ search trên Google, anh em cứ ghi chữ là Starcraft 64 nó sẽ ra một tựa game đó, và nó chính là tựa game Starcraft mà anh em khai trên PC. Ok. Tiếp theo là về cái phần là phím cò dưới. Phím cò dưới này là phím Z. Phím Z này chức năng là gì? Phím Z chức năng này đa phần thường dùng trong những cái game bắn súng. Thường em chỉ việc bắn đấy như này. Kiểu, anh đôi khi kiểu chơi game bắn súng ấy, đôi khi hơi hơi ảo tưởng tí, đôi khi lại nghĩ là kiểu cái này giống cái nỏ không? Kiểu bắn nó cứ đấy, đại loại như vậy. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần đến một cái thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ cho cái tựa, cho cái mỗi một cái máy Nintendo 64 và mỗi tựa game ấy thường là nó sẽ chiếm đến 8KB, 8KB, và một thẻ của nó thì thường rơi vào tầm 16KB. Mỗi một nó cũng tùy thuộc vào từng game anh em ạ. Có những game thì cũng sẽ không cần tới cái này đâu. Ok, nó sẽ chỉ cần kiểu như là game này nó có thể tự lưu trong đó được. Những cái băng đó gọi là những băng chạy SRAM. Băng chạy SRAM là gì? Là những cái băng mà nó sẽ chạy cái RAM, nhưng mà RAM này nó là RAM động. Cái RAM động nó giống như cái RAM trên máy tính của anh em ấy, kiểu như là mỗi lần kia mất điện nó sẽ mất hết dữ liệu trên RAM ấy. Và cũng ngược và trong cái băng đấy của Nintendo 64 cũng như thế. Khi mà chúng ta ngắt điện, chúng ta không chơi nữa, thì cái dữ liệu RAM xếp trong cái băng này nó sẽ mất đi. Và cái đó là nhược điểm rất là lớn của cái băng đấy, và thường thì anh em sẽ phải thay pin, là cách duy nhất. Mình cũng giới thiệu qua như vậy thôi. Thì cái thẻ nhớ của nó thì một trong những thẻ nhớ mà phải nói là khá là hay, rất là nhỏ. Cái khe này của tay cầm Nintendo 64 anh em có thể gắn thêm cái Rumble Pack là cái tính năng nó giống như là cái DualShock trên tay Playstation vậy, nó có khả năng dùng rất là hay, thì khi mà anh em mà muốn dùng cái thẻ nhớ thì cái này nó khác với Playstation nhé, anh em không bao giờ được lắp trên máy nữa, vì máy chẳng có chỗ quá nào lắp cả. Nó chỉ có một cái thẻ nhớ, nhưng mà nó là thẻ nhớ lưu sẵn của Nintendo thôi, nó không liên quan đến NCD. Ok, thì anh em chỉ việc lắp vào cái thẻ nhớ này, lắp thẻ nhớ này vào cái tay đấy, thế là anh em có thể lưu được game qua một cái tay cầm này rồi. Và anh em không phải lo, nó sẽ mất dung lượng nhanh hay là nó không còn chỗ để xếp, tại vì cái chiếc máy Nintendo 64 của chúng ta ấy, có thể chứa đến 4 tay cầm, và anh em có tưởng tượng là 4 cái tay cầm và 4 tay cầm đều có thẻ nhớ như thế này, nên anh em xếp được bao nhiêu game cũng khá là nhiều, đúng không? Ok, thì đây là chiếc tay cầm Nintendo 64 chúng ta xong một tay nhá. Tiếp đến là chiếc tay của PlayStation thần thánh đây. Anh em fan PlayStation thần thánh này, nếu anh em nào fan PlayStation thì comment phía dưới cho mình, ok, và đặt ra những cái câu hỏi để trả lời các video sau. Và về PlayStation thì mình sẽ sẵn sàng trả lời luôn. Tiếp theo là về tay PlayStation, đây là một trong những tay tay này gọi là tay zoom, tay DualShock của PlayStation. Còn trước đó thì họ sử dụng một cái loại tay khác, đó là tay thường, không phải tay DualShock, nó cũng có khả năng zoom, nó chỉ là tay thường và nó không có hai cái analog stick này như của tay thường. Thì cái tay zoom này phải nói là khá nhiều anh em ở Việt Nam chưa ai sử dụng, rất ít người họ có thể sử dụng được cái tay này. Đa phần khi mà họ mua PlayStation, họ mua PS1 về, đa phần họ chỉ có cái tay đấy, có cái này đâu, không có cái này đâu, không có cái analog stick và không có tính năng zoom, cho nên là đôi khi chơi game rất là bất tiện, đặc biệt là chơi game 3D ở anh em cầm nhẹ rất là đau tay nếu mà không có những cái này hỗ trợ. Và đa phần game của PlayStation đều hỗ trợ tay zoom hết. Cái tay PlayStation này thì là được phát hành vào năm 1998, Sony chính thức phát hành năm 1998, và với mục đích là để hỗ trợ những tựa game 3D nhiều hơn, và đặc biệt một số những tựa game như Resident Evil 3, Resident Evil 2, Nemesis đấy, Resident Evil 3, Nemesis đấy, hay là một số tựa game đua xe khác như là Need for Speed 3, Need for Speed 2, GTA 2, GTA 1 thì họ đều sử dụng tay cầm này và rất là hay. Với cái tính năng của nó thì nó cũng không khác gì so với người tiền nhiệm và kể cả PS3 luôn. Nó cũng có 4 phím L1, R1, R2 và L2, hai cái analog stick cộng với R3 và L3. Nhưng mà thường thì cái game thời đó thì R3, L3 rất ít khi được sử dụng, cho nên là gần như là kiểu họ cũng chỉ làm R3, L3 coi như gọi là để làm cảnh. Ok. Tiếp theo đó là cái hai cục analog stick. Cái này thì nó rất là khác so với Nintendo 64, anh em nhìn thấy Nintendo 64 Cho nên là Nintendo 64 thì thường là không hỗ trợ tốt vì những cái dòng máy gọi là những cái dòng game FPS gọi là bắn súng góc nhìn thứ nhất so với PlayStation. Nhưng PlayStation thì có hai cái điều kiện rất là thoải mái và rất là hay. Tiếp theo đó là cái 4 cái phím keypad trên xuống, phím start, phím select. Cái này cũng khác hoàn toàn so với cái tay cầm của Nintendo 64 luôn. Nintendo 64 họ chỉ có start thôi, còn đây là có phím select, là phím tùy chọn, có phím tùy chọn và họ có thể ví dụ như là vào một số menu phụ đấy. Đây cũng là đây mình nghĩ đây cũng là một cái lý do tại sao mà cái hãng Square đó, cha đẻ của Final Fantasy đó, họ từ bỏ từ PlayStation lên từ bỏ từ Nintendo 64 lên PlayStation đấy. Tiếp đến là cái phần về cái phím bấm giao diện của nó, phải nói là đây là một trong những tay cầm xịn. Mình nói thật với anh em, đây là tay cầm xịn, không phải cái tay cầm nhái là gì đâu. Đây là phải tay cầm nhái hay gì đâu, vì đây là rất xịn. Vì anh em có thể thấy là đằng sau nó ghi Made in China, China, nhưng ở đây không phải là China kiểu hàng nhái đâu, China đây hàng xịn. Mình có thể xác định anh em tay nào tay hàng nhái, tay nào tay hàng xịn. Thứ nhất, anh em nhìn vào logo, thường thì chỉ có logo của đúng hãng của PlayStation nó sẽ có cái logo như này. Thứ hai, về độ nặng, thường thì tay cầm của PlayStation nó sẽ nặng hơn so với những tay nhái rất là nhẹ, cầm rất là nhẹ. Còn tay gốc, chính gốc của nó cầm dưới nó sẽ nặng hơn, nhưng mà cầm sẽ rất là thích hơn. Đấy. Về đây là phần hoa văn của nó, chúng ta có thể thấy là chúng ta có thấy là những cái phần như là tam giác này, vuông này, x này, o này. Nhiều anh em không thể hiểu được cái tam giác vuông x o với cái tay cầm Xbox hay là những cái tay cầm khác A B kia như nào. Mình cứ nói thẳng luôn nhá. Mình cũng dạy cũng không phải dạy đâu, mình cũng chỉ nói cho những em chưa biết thôi. Tam giác là gì? Tam giác là A, vuông là B, x là x và o thực ra là y. Nhiều cái hãng game ấy đôi khi họ không muốn để cái tam giác x o vuông như này, tại vì họ sợ cái phần quyền nó là PlayStation quá độc đáo khi họ để 4 biểu tượng như này. 4 cái biểu tượng như này thì mình cũng xin giải thích luôn tại sao họ đặt 4 cái biểu tượng này tam giác x o y. Vuông là tượng trưng cho tờ giấy, tam giác là tượng trưng nó giống như kiểu dạng nó giống như một kẹp ghim vậy ạ. X và o là nó là biểu tượng cho nó câu trả lời của người Nhật, có và không. Nó như hai nhập mã lệnh yes và no. Đấy, rất là hay. Cho nên là gần như là những cái tựa game thường là kiểu chọn là x quay lại là o đấy. X o tam giác của x o. Đấy, đấy là tay cầm tay cầm. Còn cái thẻ nhớ cho PS1, mình nói thực sự với anh em là không phải ai sở hữu PS1 cũng có cái này đâu. Đây là hàng hiếm luôn. Cái hàng này của mình nó là hàng made in Japan, nghĩa là hàng Nhật chính gốc, thẻ nhớ Nhật chính gốc, thẻ nhớ rất xịn. Không phải ai sở hữu được cái thẻ nhớ như này. Thường thì nếu mà anh em mua PlayStation mà không điều kiện thì thường sẽ chỉ sở hữu thẻ nhái thôi. Thẻ nhái là cái thẻ nhái mà có thể lưu được xếp game trên PS1 thôi. Thì thường là thẻ đấy thì dùng nó sẽ không tốt, không bền. Không bền thì bằng cái thẻ Nhật này. Thẻ Nhật này nó là rất ấn tượng. Mình đặt mua được một từ của anh trong miền Nam ta và mình thấy là cái thẻ nó rất là sạch sẽ, không có một cái chút cố chút bẩn nào cả. Đó là đúng là hàng Nhật, made in Japan, holy Japan. Ok. Cái thẻ nhớ này thì mình cũng so sánh khác so với thẻ PS2 để anh em tránh nhầm lẫn. Thẻ PS1 và thẻ PS2 thứ nhất khác nhau về màu, mình không nói chuyện. Thì đương nhiên là nó là sự khác biệt giữa dòng máy nọ dòng máy kia. Nhưng mà đôi khi anh em nhìn xem kiểu ná nhau sẽ nhìn tưởng kiểu đây là một thẻ đúng không? Đây là một thẻ đúng không? Sai, đây là hai thẻ nó khác nhau anh em ạ. Thứ nhất, anh em phải để ý cái phần sắc cạnh ở chiếc thẻ PS1 và PS2. Ở PS2 ấy, thì cái phần sắc cạnh của nó sẽ là hình vuông vắn như này. Còn ở PS1 thì nó sẽ là dạng giống như là tròn như này đấy, cuốn tròn như này. Hoàn toàn khác biệt nha anh em nhé. Đấy. Đó là cái phần của PS1. Và cái tay cầm này phải nói là hiệu năng dùng tốt hơn Nintendo 64. Anh em cứ tìm hiểu đấy nhé, anh em mua máy. Ok. Chúng ta xong chiếc PS1. Và tiếp theo nữa là cái tay gọi là một cái sản phẩm không phải thất bại, nó là cái tay thế hệ đầu của PS1. Mình chưa muốn giới thiệu anh em ở đây nhưng mà tiện Suda vừa mang cho mình ra thì giới thiệu anh em luôn. Đây chính là tay nguyên mẫu PS1. Ví dụ như anh em cứ hay từng mua máy nó sẽ có xuất hiện cái tay như này. Đây chính là tay nguyên mẫu này. Đây chính là tay nguyên mẫu của PS1 này. Đây chính là một cái tay cả tàm nhất đấy. Thì mình cũng cho anh em biết một vài thông tin là tại sao ngày xưa PlayStation nó sản xuất ra cái tay này mà không phải là cái tay này. Thì đơn giản một điều và dễ hiểu thôi, đó là PlayStation ra mắt rất sớm, từ năm 1994. Từ năm 1994 anh em thử tưởng tượng là thời đấy mà thiết kế ra một cái tay mà có cái analog như này là chưa ai nghĩ ra cả. Thời đấy họ vẫn đang tập trung vào những cái dòng game 32 bit, 16 và 32 bit như SNES hay là Super Sega Genesis. Thì họ không có họ chưa có một cái ý tưởng và chưa có một cái khái niệm nào về tựa game 3D cả. Và anh em tưởng tượng nhá, tựa game một cái máy cấu hình như PS1 chạy một cái thể loại game 64 bit nhá, có thể nó lên đến polygon lập thể 3D như vậy mà chưa ai từng nghĩ ra là nó có thể gọi là chưa ai từng nghĩ ra thiết kế vào một cái cục analog stick này, cho đến khi chính Nintendo là một trong những tay cầm đi tiên phong về cái này nha anh em. Chính Nintendo là một trong những tay cầm đi tiên phong về cái lập thể polygon mà có thể điều khiển 3D bằng cái cục analog stick này. Và mình cũng xin tiết lộ thêm, đó là ban đầu PlayStation không phải mục đích để cạnh tranh Nintendo và cũng không phải mục đích cạnh tranh Sega, và ban đầu mục đích của PlayStation là cạnh tranh với máy 3DO. Máy 3DO là máy chơi game của Panasonic. Nhưng mà mình cũng nói luôn, thực ra Panasonic họ chỉ là một cái hàng đặt hàng để họ làm đó thôi. Còn cái người sở hữu ra chiếc máy và cái công ty mà đấu thầu ra cái máy 3DO đấy thực ra nó là công ty game EA, một trong những công ty game bút máu nhất thế giới đấy. Vì nó confirm cho nó. Thì cái tay cầm này thì nó có điểm khác gì với cái PlayStation của chúng ta đã từng biết và PlayStation hiện tại? Đó là thứ nhất không có analog stick, thứ hai không có đèn báo analog, và thứ ba anh em để ý là phím cò của hai cái tay cầm này hoàn toàn khác nhau. Để ý phím cò dưới nha, đừng để ý phím cò trên. Okay. Thì đó là cái tay cầm của chiếc PlayStation thế hệ đầu, tay cầm công dung. Tiếp theo đó là tay cầm của PS2, tay cầm điện thoại đây rồi. Thì cái mẫu của mình thì hiện tại đang là dùng tay cầm nhái, tại vì nó có trục chặt tay cầm thật. Mình cũng có xài tay cầm thật nhưng mà thường thì một thời gian kiểu có những lúc mình lười, đôi khi không lau chùi thì nó bị bẩn, nó hỏng mất. Thì mình không có cái tay cầm thật ở đây, cho nên là mình chỉ giới thiệu sơ sơ qua thôi, là nó khá là giống với tay cầm của PS1 thật, và nó chỉ có điểm khác đó là nó có màu đen, đơn giản nó có màu đen, và nó cấu tạo nó không khác gì so với PS1 cả. Màu đen trông nó sang hơn. Chính ra nó sang hơn mà, và chính ra nó rất là sang hơn. Và cái thẻ nhớ như mình đã nói đấy, cũng hoàn toàn khác, không hề giống chiếc PS1 một tí nào, mà nó cũng không nghĩa là nó khác màu mà nó còn khác sắc cạnh, anh em cứ để ý nhé. Cho nên là khi mà anh em mua thẻ nhớ ra thị trường ấy, anh em mua thẻ nhớ PS1 hay PS2 thì anh em phải định rất kỹ hai cái chi tiết này, chi tiết ở đi thì anh em sẽ định ra được. Còn nếu anh em để nhận dạng nghe là thẻ đấy có phải là thẻ của sản xuất Made in Japan hay không thì anh em cứ nhìn ra sau, nếu chữ ghi chữ Nhật thì nó sẽ chính xác là Made in Japan, nó sẽ bao giờ nó có chữ Made in Japan. Ok, đó là chiếc tay cầm PS2. Tiếp theo là một trong những tay cầm độc đáo nhất và mình yêu nhất luôn, cục cưng của mình luôn, đó là tay cầm Dreamcast. Nhiều anh em chưa biết cái máy Dreamcast này là gì thì mình cũng xin nói luôn, Dreamcast là một trong những chiếc máy game của Sega. Sega là một trong những cái máy game, một trong những cái hãng ngày xưa thôi, mình nói ngày xưa thôi, thì là một trong những cái máy chơi game, công ty sản xuất cả máy chơi game, cả game, nhất là con nhím Sonic đấy. Mình rất yêu con nhím đấy, con nhím nó chạy Sonic chạy. Và hồi bé mình từng ước mình từng trở thành Sonic đấy. Thì cái tay cầm Dreamcast này là một trong những tay cầm rất là hay, và đi kèm với thẻ nhớ của nó chúng ta có thể gọi là VMU, vì tên của nó gọi là VMU, đơn giản như vậy. Thì cái tay cầm Dreamcast này nó có điểm khác biệt gì so với ba tay cầm còn lại? Thứ nhất, anh em để ý là nó chỉ có một cục analog stick, cũng khá giống với Nintendo 64. Thứ hai, máy này cũng có một sự tương đồng giống Nintendo 64, nó có thể hỗ trợ được 4 tay cầm. Thứ ba là tay cầm của Dreamcast thì phím nó rất thưa, và anh em nếu mà nhìn kỹ cái tay cầm này và cái phím cò của máy này, cái tay cầm này, anh em sẽ liên tưởng với một cái máy rất hay, đó là Xbox hiện tại. Tại vì Xbox nó dựa trên nguyên lý tay cầm của Dreamcast và nó chỉ nâng cấp lại thôi. Ok, thì về cái phần nút trên tay cầm Dreamcast thì anh em để ý là nó khá giống cái đĩa bay. Đấy, khá giống cái đĩa bay, và nó có cái nút A, B, X, Y, và Xbox sau này cũng hỗ trợ những cái kiểu cũng sử dụng cái phím này y hệt luôn. Anh em để ý trình tự y hệt luôn, Xbox cũng như thế, A, B, X, nhưng họ chỉ đổi màu thôi. Với tiếp theo đó là cái analog stick. Analog stick là một cái ở phía trên này và Xbox họ cải tiến. Có biết anh em có biết là họ cải tiến được một cái nữa ở đâu? Chính xác ở dưới này đấy, chính xác ở dưới này đấy. Chéo luôn, chính xác. Và cái đây là cái biểu tượng của Dreamcast rất là đẹp. Dreamcast là một trong những chiếc máy phải nói là mình khá là ấn tượng. Thôi nhưng mà mình hơi tiếc là tuổi đời nó quá thấp, mà phải nói là đồ họa của nó thì còn thua ở PS2, thì được cái là game của nó rất là vượt hơn cả PS2 luôn. Anh em không tin điều này á, lên YouTube mà tra. Tiếp theo là cái thẻ nhớ VMU. Thẻ nhớ VMU thì nó là một trong những thẻ nhớ khá độc đáo với có thể chơi được cái 16MB dung lượng. 16MB dung lượng có thể lưu rất nhiều game trong này. Và đặc biệt với những cái dân mod game ấy, thường họ hay mod cái thẻ VMU này thành một cái máy chơi game mini luôn. Vì anh em để ý là nó có những cái phím sleep này, phím mod này, phím A, phím B, phím 4 cái phím D-pad này. Đôi khi mình nhìn cái VMU đó là mình liên tưởng đến cái máy chơi game mini, cái máy nuôi gà kết hợp với cái điều khiển điều hòa hiện tại như vậy. Thì một trong những cái tay cầm của nó gọi là rất hay. Và chưa kể nhá, nó hai phím cò đây, đấy, rất là nhạy, 1 phím start, 4 phím D-pad và đặc biệt nó có một cái khe để chứa đến 2 VMU. Anh em tưởng tượng là 4 cái tay cầm như vậy mà mỗi tay cầm 2 VMU thì tính ra là có lên đến 8 cái VMU. 8 VMU thì lưu rất nhiều game, anh em nhiều hơn cả Nintendo 64 cơ. Thì họ thường hay lắp cái VMU của họ vào trong cái máy này. Đấy, rất đơn giản, rất đẹp đúng không? Nhìn nó sẽ thì màn hình trên này. Đấy. Nó cũng khá là giống cái Nintendo 64 thôi, nhưng mà chỉ khác là mình rất thích cái thẻ nhớ của nó, mình kết lắm luôn. Đặc biệt là của họ có một cái đế có thể giữ cái dây của họ ở đây để tránh bị nhùng. Đấy. Anh em có thể thấy đây là cái phần giữ đế dây rất là hay. Bấm dần nhạy luôn. Ok. Và đây là chiếc tay cầm Dreamcast nhé. Anh em cầm kỹ nhé. Ok, và một lần nữa cảm ơn anh em đã xem. Nhớ like, subscribe và nhớ chia sẻ kênh của mình. Và đặc biệt là kênh của mình Suna nhé. Ok, bye bye.